Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Archiril. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị đã biết, khu đô thị mới Thủ Thiêm là một trong những khu đô thị bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhắc đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khu đông của Thượng Hải và Cang Nam của Hàn Quốc. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một dự án tại phân khu số 1, đó chính là dự án The Metropole Thủ Thiêm. The Metropole Thủ Thiêm là dự án khu căn hộ cao cấp do Sơn Kim Liên phát triển. Thì như quý vị đã biết, The Metropole Thủ Thiêm đã triển khai được 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là Claria Residence, giai đoạn 2 Crest Residence, giai đoạn 3 The Opera Residence đã triển khai vào tháng 10 năm 2020. Và hiện tại The Opera Residence đang triển khai hai sản phẩm cao cấp là sản phẩm Loft ở tầng 23 và sản phẩm Penthouse ở tầng 24. Nếu quý vị chúng ta quan tâm tới hai sản phẩm này thì có thể liên hệ theo số hotline 086 888 2539 để tôi sẽ gửi cho quý vị chi tiết về mặt bằng cũng như là diện tích và giá. Và tiếp theo tôi sẽ nói về diện tích cũng như là khu vực The Metropole Thủ Thiêm sẽ có tiềm năng phát triển như thế nào trong 2 tới 3 năm tới. Như tất cả chúng ta đã biết, cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ thông cầu vào cuối năm 2021. Kết nối giữa quận 1 và quận 2 sẽ mang lại cho chúng ta tiềm năng về kinh tế cũng như là sự giao thương. Và điều đặc biệt đó chính là dự án đối diện The Metropole Thủ Thiêm là Grand Marina Residence, dự kiến mở bán với mức giá là 16.000 đô trên 1 m². Đối với Metropole Thủ Thiêm, mức giá khởi điểm khi mà mở bán tòa Claria Residence là 4.000 đô trên 1 m². Hiện tại Claria Residence sẽ bàn giao vào cuối năm nay, và tòa Crest Residence của chúng ta đang làm móng và dự kiến sẽ bàn giao vào đầu năm hoặc là cuối năm sau, và Opera Residence sẽ được bàn giao vào năm 2023. Nếu quý vị nào chúng ta chưa sở hữu căn hộ The Metropole Thủ Thiêm ở các giai đoạn trước thì chúng ta có thể chờ đón giai đoạn 4, và hiện tại chúng tôi vẫn đang nhận tư vấn ở giai đoạn này. Ở giai đoạn 4 thì tôi sẽ nói sơ qua, chúng ta sẽ bao gồm căn hộ và căn hộ dịch vụ, và sẽ có tầng office cũng như là shop house ở tầng trệt. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn còn những sản phẩm shop house khối đế tại Opera Residence cũng như là Crest Residence. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu những cái sản phẩm hạng sang và cao cấp để chúng ta có được một sự lựa chọn đúng đắn. Thủ Thiêm không còn trên giấy nữa, chỉ trong một vài năm tới đây thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi chóng mặt của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với The Metropole nói riêng, chỉ cần trong 2 tới 4 năm tới nữa chúng ta sẽ thấy sự phát triển cũng như là hình hài của dự án vươn lên tầm cùng với trung tâm của thành phố. Và tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn cơ bản thông tin của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Nếu quý vị chúng ta cần thêm thông tin về dự án, về penthouse hay là loft, hay là đơn giản là shop house của The Metropole Thủ Thiêm, hãy liên hệ ngay với tôi để nhận những thông tin nội bộ nhanh nhất. Tới đây thì tôi xin phép được chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video lần này. Hãy like và subscribe để theo dõi những video lần sau.